Thắp sáng Đài Bắc, dùng tình yêu thắp sáng Đài Bắc. Hãy để chúng ta dùng tình yêu và những cái ôm để phá đổ bức tường đó. Dương Thiên Sơn, anh quay lại đây. Đại sứ tình yêu, tôi có một nhiệm vụ tối mật cho anh. Nhiệm vụ tối mật ư? Vợ của thị trưởng là người chuyên ngoại tình. Không gì có thể ngăn cản thị trưởng tái đắc cử. Vợ của thị trưởng nghiện tình dục. Ta cùng vui vẻ nhé. Đón xem bộ phim Cùng Nhau Dối Lừa trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.